qua cho con cháu nó vui. Mà nó có vui không? Năm mơ canh mơ màng. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ review bộ phim Vàng Cổ Hà Lan. Thì bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì cũng sau một thời gian anh quay lại với dự án này cùng với diễn viên chính là chú Hoài Linh và chú Chí Tài. Nội dung phim xoay quanh cái sự mâu thuẫn giữa ông Tư, một người đàn ông yêu quê hương, luôn nhớ về quê hương, và một đứa cháu sinh ra từ nhỏ tại nước ngoài và quen với cái văn hóa nước ngoài. Thì hai cái văn hóa này nó hoàn toàn khác biệt nhau và đối lập nhau, thì tạo nên những mâu thuẫn rất là sâu sắc và dẫn đến là cãi nhau, gây tranh cãi rất là kịch liệt. Như các bạn cũng đã biết, vở kịch Vàng Cổ Hà Lan do nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc và nghệ sĩ ưu tú Vũ Châu phụ diễn thì luôn là cháy vé, nên đây cũng là một yếu tố để chúng ta đến rạp để xem bộ phim này, vì bộ phim này được chuyển thể từ kịch do nghệ sĩ và diễn viên Thanh Hoàng. Chú đã biết vở kịch này, và khi mà chuyển thành phim thì vẫn giữ cái nội dung của kịch đó và đưa lên màn ảnh rộng. Về diễn viên thì có hai diễn viên chính trong bộ phim này, đó chính là chú Hoài Linh và chú Chí Tài. Thì thực sự ra mình xem chú Chí Tài diễn trong phim này rất là tốt. Nó vừa vui vẻ mà nó vừa khắc khổ một cái điều gì đó. Chú Hoài Linh thì dĩ nhiên là những cái vai già và những cái vai khổ thì luôn gắn liền với chú Hoài Linh. Và khi xem bộ phim này thì hai chú kết hợp với nhau thì tạo nên những cung bậc rất là nhiều cảm xúc. Bởi vì mình cũng biết là ngoài đời là hai chú cũng rất thân, và khi lên phim này là cũng như hai người bạn thân với nhau, nên nhìn rất là ăn nhập với cái nội dung của bộ phim này. Nói về bối cảnh thì bối cảnh tuyết rơi mà chú Hoài Linh đi giữa rừng tuyết thì rất là đẹp. Bối cảnh chính của chúng ta là tập trung ở trong cái căn nhà của đứa cháu, nên là khi chúng ta xem trên màn ảnh thì nó như là một vở kịch sitcom á, thì nó cái bối cảnh của nó không có thay đổi nhiều, nên nó khiến chúng ta khi xem phim thì chúng ta nó không có feel được. Do bối cảnh nó ít thì lâu lâu chỉ xen vào những cái cảnh tuyết rơi bên ngoài thôi. Ngoài ra cái cảnh mà trong phim có hai cảnh mình thích nhất, đó chính là một cảnh là khi mà làm đám giỗ cho người vợ của mình, thì ông Tư có dựng lên một cái bức tranh để gợi nhớ về quê hương. Thì đây cũng là một cái cảnh gây nhiều cảm xúc. Rồi cảnh thứ hai là cảnh khi ông Tư lên ban công sân thượng đó mà tuyết rơi đầy đó, thì đây cũng là một cảnh lấy nhiều nước mắt. Khi mà đứa cháu nhận ra thì nó quá buồn màng. Nói về nhạc phim thì chúng ta sẽ được nghe lại ca khúc Đi Để Trở Về của Tiên Cookie, và lần này được trình bày bởi Tiên Linh, một giọng ca nữ. Và khi mà đổi lời lại thì chúng ta sẽ thấy là rất là hợp với bộ phim này, và cũng là một cái điểm cộng cho nhạc phim. Thì nói chung đây là một bộ phim cũng đáng nên đến rạp để xem phim. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà chúng ta xem kịch đó, thì nó cảm xúc nó sẽ nhiều hơn là khi xem bộ phim này. Thực sự ra khi mà xem phim điện ảnh thì mình thấy cảm xúc bị vơi đi phần nào. Và ngoài ra chúng ta có thể đến rạp để xem sự tung hứng của chú Hoài Linh và chú Chí Tài trong bộ phim này. Thì đây là một bộ phim rất là thuần Việt, nói về cái cảnh xa quê, nhớ quê của những người con xa xứ và luôn ấp ủ một ước mơ là trở về quê nhà. Thì mình nghĩ đây là một bộ phim đáng xem, thì có một số cái là nhỏ nhặt thôi, nhưng mà bỏ những cái đó ra thì chúng ta vẫn có thể đến rạp để thưởng thức một bộ phim rất là nhân văn này.